Kính chào quý vị và các bạn. Các bạn đang nghe podcast Điểm tin nổi bật ngày 27 tháng 3 năm 2023 trên báo Thanh Hóa điện tử. Và tôi là biên tập viên Lan Phương, người sẽ đồng hành cùng quý vị trong bản tin ngày hôm nay với các tin chính như sau. Thanh Hóa và công ty liên doanh trách nhiệm hữu hạn khu công nghiệp Việt Nam Singapore ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác. Hơn 200 sự kiện diễn ra tại năm du lịch quốc gia 2023, Bình Thuận, hội tụ xanh. Triển khai đồng bộ, quyết liệt các nhiệm vụ giải pháp nhiệm vụ trọng tâm quý 2 năm 2023. Tiếp tục xây dựng đội ngũ thế hệ trẻ xung kích, tình nguyện, vừa hông, vừa chuyên. Cả nước tiết kiệm 298.000 kWh trong 1 giờ tắt đèn, giờ trái đất. Sau đây là nội dung chi tiết của bản tin. Nằm trong chương trình Bình Dương khởi động kết nối phát triển mới, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái, lãnh đạo các bộ ngành trung ương, các tỉnh Tây Ninh, Bình Thuận, Thái Bình, Nam Định, Hà Tĩnh, Bình Phước, Khánh Hòa, Thừa Thiên Huế và Thanh Hóa đã đến thăm khu công nghiệp Việt Nam Singapore 1. Tại hội nghị, công ty liên doanh trách nhiệm hữu hạn khu công nghiệp Việt Nam Singapore thống nhất cùng ký biên bản ghi nhớ hợp tác phát triển với các tỉnh Bình Phước, Bình Thuận, Hà Tĩnh, Thừa Thiên Huế, Khánh Hòa, Nam Định, Tây Ninh, Thái Bình và Thanh Hóa. Trong đó, Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa và Công ty Liên doanh trách nhiệm hữu hạn khu công nghiệp Việt Nam Singapore đã ký biên bản ghi nhớ về hợp tác nghiên cứu, đề xuất dự án đầu tư các khu công nghiệp, dự án phát triển khu đô thị dịch vụ trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa với mục tiêu phát triển đồng bộ các lĩnh vực công nghiệp, đô thị, dịch vụ, tạo việc làm cho người lao động, kết nối hạ tầng giao thông trong khu vực, phát triển kinh tế xã hội địa phương, chuyển đổi cơ cấu kinh tế, phát triển các khu đô thị mới, đáp ứng nhu cầu về tái định cư, nhà ở, giáo dục, y tế, thể thao, thương mại, dịch vụ, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân. Tối 25 tháng 3, tại thành phố biển Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận, đã diễn ra lễ khai mạc năm du lịch quốc gia 2023 với chủ đề Bình Thuận – Hội tụ xanh, sự kiện đánh dấu tròn 20 năm ra đời năm du lịch quốc gia. Trong khuôn khổ năm du lịch quốc gia sẽ có hơn 200 sự kiện diễn ra sôi động, trong đó có 13 sự kiện do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các bộ ngành trung ương tổ chức. Tỉnh Bình Thuận tổ chức trên 30 sự kiện văn hóa, thể thao, du lịch đặc sắc, quy mô liên tỉnh, quốc gia, quốc tế và hơn 30 hoạt động cấp huyện diễn ra trên phạm vi toàn tỉnh. Bên cạnh đó, với 164 sự kiện hưởng ứng do 41 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức trong xuyên suốt cả năm 2023, sẽ tạo hiệu ứng lan tỏa rộng khắp, hy vọng mang đến cho nhân dân và du khách những trải nghiệm hấp dẫn, đáng nhớ khi đến với Bình Thuận. Năm du lịch quốc gia 2023 được kỳ vọng sẽ giúp Bình Thuận thực hiện tốt mục tiêu thu hút được hơn 6,7 triệu du khách trong năm 2023 và kỳ vọng đưa du lịch trở thành một trong ba ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh. Phát biểu tại phiên họp thường kỳ tháng 3 năm 2023 được tổ chức vào ngày 25 tháng 3, đồng chí Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh nhấn mạnh thêm một số kết quả đạt được trong quý 1, đồng thời phân tích chỉ rõ những tồn tại hạn chế. Trên cơ sở đó, các cấp các ngành tập trung rà soát các chỉ tiêu, nhiệm vụ, nhất là các chỉ tiêu còn đạt thấp so với kế hoạch. Các chỉ tiêu dự báo có nhiều khó khăn, thách thức, chủ động xây dựng và thực hiện có hiệu quả các giải pháp nhằm thực hiện hoàn thành tất cả các mục tiêu, chỉ tiêu kinh tế xã hội năm 2023. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cơ bản thống nhất với những nhiệm vụ trọng tâm quý 2 đã đề ra, đồng thời đề nghị trong quý 2, các cấp các ngành cần tập trung tháo gỡ, điểm nghẽn, những khó khăn, vướng mắc liên quan đến giá nguyên vật liệu, việc tiếp cận vốn phòng cháy chữa cháy, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp đẩy mạnh hoạt động sản xuất kinh doanh. Tập trung chỉ đạo, chuẩn bị và hoàn thành toàn bộ 35 nội dung, nhiệm vụ trong chương trình công tác quý 2 của Ủy ban Nhân dân tỉnh, báo cáo Ủy ban Nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh trước ngày 5 hàng tháng, đảm bảo chất lượng tốt nhất. Cũng tại phiên họp, các đại biểu đã thảo luận cho ý kiến về nhiều nội dung quan trọng khác. Nhân kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, đồng chí Lại Thế Nguyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã đến thăm chúc mừng tỉnh đoàn Thanh Hóa. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy ghi nhận và đánh giá cao những kết quả công tác đoàn và phong trào thanh thiếu niên tỉnh nhà đạt được trong thời gian qua, đặc biệt là những định hướng mà Đại hội Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Thanh Hóa nhiệm kỳ 2022-2027 đã đề ra.
Về nhiệm vụ trong thời gian tới, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy mong muốn các cấp bộ đoàn cần tập trung cao nhất để triển khai thực hiện có hiệu quả nghị quyết Đại hội Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Thanh Hóa nhiệm kỳ 2022-2027 đã đề ra. Đồng thời tập trung cao cho việc bồi dưỡng giáo dục tư tưởng, chính trị cho thế hệ trẻ tỉnh nhà để có một đội ngũ thế hệ trẻ vừa hồng vừa chuyên, gắn bó và sẵn sàng xả thân vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Các phong trào của thanh niên phải gắn với sự phát triển và tình hình thực tiễn của tỉnh và của mỗi địa phương. Trong đó, tuổi trẻ tỉnh nhà cần tích cực tham gia và đi đầu trong chuyển đổi số trên tất cả các ngành, các lĩnh vực nhằm góp phần xây dựng Thanh Hóa ngày càng giàu đẹp. Thay mặt cán bộ đoàn viên thanh niên trong tỉnh, đồng chí Lê Văn Châu, tỉnh ủy viên, bí thư tỉnh đoàn khẳng định sẽ tiếp thu đầy đủ những ý kiến chỉ đạo, những gợi mở của đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy để chỉ đạo tổ chức thực hiện với tinh thần nỗ lực cao nhất, nâng cao chất lượng trên tất cả các mặt công tác, xung kích tình nguyện trong các phong trào, đóng góp nhiều hơn nữa tài năng, sức trẻ và nhiệt huyết của tuổi trẻ vào công cuộc đổi mới, xây dựng phát triển quê hương Thanh Hóa giàu mạnh. Sáng 26 tháng 3, Câu lạc bộ Vì Trẻ Em Vùng Cao cùng các đơn vị tài trợ đã khởi công công trình thanh niên điểm trường mầm non Thanh Xuân tại khu vui xã Phú Xuân, huyện Quan Hóa. Điểm trường tại khu vui là điểm trường còn nhiều khó khăn về cơ sở vật chất, thiếu phòng học kiên cố, phục vụ công tác giảng dạy, chăm sóc học sinh mầm non của địa phương. Câu lạc bộ Vì Trẻ Em Vùng Cao đã khảo sát thực tế và được Ủy ban Nhân dân huyện Quan Hóa cho phép chủ trương xây mới 2 phòng học cấp 4 cho điểm trường tại khu vui và hỗ trợ lập tôn xốp cho trường mầm non Thanh Xuân. Tổng kinh phí dự kiến của công trình là 380 triệu đồng, thời gian hoàn thành khoảng hơn 1 tháng. Câu lạc bộ đã kêu gọi sự ủng hộ tài trợ của các doanh nghiệp, nhà hảo tâm và các đơn vị vận động từ cộng đồng. Đây là công trình chào mừng kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh 26 tháng 3 năm 1931, 26 tháng 3 năm 2023. Cũng là điểm trường thứ 12 mà Câu lạc bộ Vì Trẻ Em Vùng Cao đã thực hiện trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. Chiều 26 tháng 3, Ủy ban Nhân dân huyện Thiệu Hóa đã tổ chức hội nghị bốc thăm và giao đất cho các hộ dân đủ điều kiện được giao đất ở không thông qua đấu giá đất thuộc đối tượng đồng bào sinh sống trên sông tại xã Thiệu Phú. Hiện nay, mặt bằng dân cư, khu đồng sau cách đã được xây dựng hạ tầng, kỹ thuật hoàn chỉnh, đủ điều kiện để các hộ dân được giao đất xây dựng nhà ở. Tại hội nghị, đại diện lãnh đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban Nhân dân huyện đã thông qua quy chế bố trí đất ở cho đồng bào sinh sống trên sông, thôn Lam Đạt, xã Thiệu Vũ. Đại diện 30 hộ dân đã thực hiện bốc thăm vị trí đất ở theo thứ tự và ký tên vào danh sách công nhận bốc thăm. Kết quả bốc thăm có sự chứng kiến của Hội đồng xét giao đất ở cho đồng bào sinh sống trên sông tại xã Thiệu Vũ, huyện Thiệu Hóa, Mặt trận Tổ quốc và đại diện các tổ chức đoàn thể của huyện Thiệu Hóa, chính quyền xã Thiệu Vũ, đại diện thôn Lam Đạt. Thông tin từ Trung tâm Điều độ Hệ thống Điện Quốc gia thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam, sau một giờ tắt đèn hưởng ứng chiến dịch giờ trái đất năm 2023, từ 20 giờ 30 phút đến 21 giờ 30 phút ngày 25 tháng 3 năm 2023, cả nước đã tiết kiệm được sản lượng điện là 298.000 kWh, tương đương với số tiền là 555,6 triệu đồng. Tuy sản lượng điện tiết kiệm được trong vòng 1 giờ hưởng ứng chiến dịch giờ trái đất không nhiều, trung bình khoảng 400.000 kWh, nhưng trên hết, ý nghĩa giờ trái đất không chỉ dừng lại ở con số này, mà còn là sự chuyển biến trong nhận thức, hành động của cộng đồng trong tiết kiệm năng lượng, bảo vệ môi trường. So với sản lượng điện tiết kiệm giờ trái đất năm 2022 là 309.000 kWh, số liệu tiết kiệm điện sau 1 giờ tắt đèn hưởng ứng giờ trái đất năm nay giảm khoảng hơn 10.000 kWh, tương đương khoảng hơn 20 triệu đồng. Tại Thanh Hóa, hưởng ứng chiến dịch giờ trái đất, thời điểm từ 20 giờ 30 phút đến 21 giờ 30 phút tối 25 tháng 3, nhiều tổ chức, doanh nghiệp, hộ dân trên địa bàn tỉnh đã thực hiện tắt điện. Tại địa bàn thành phố Thanh Hóa, các thiết bị điện quang khu vực quảng trường Lam Sơn cũng đã được tắt. Dự án luật thuế tiêu thụ đặc biệt sửa đổi hiện đang lấy ý kiến rộng rãi cũng đã nêu định hướng sửa đổi tăng thuế đối với sản phẩm thuốc lá. Với khoảng hơn 15 triệu người hút thuốc, Việt Nam nằm trong số 15 quốc gia trên thế giới có số người hút thuốc cao nhất. Mỗi năm Việt Nam có khoảng hơn 40.000 ca tử vong vì các bệnh do thuốc lá gây ra. Con số này sẽ tăng lên tới 70.000 ca trên một năm vào năm 2023 nếu không có các biện pháp hiệu quả phòng chống tác hại của thuốc lá. Gánh nặng kinh tế do sử dụng thuốc lá gây ra ở Việt Nam cũng rất lớn.
Tổn thất từ những người mất sức lao động do bệnh tật và tử vong sớm do 5 trong 25 nhóm bệnh là 25.000 tỷ đồng trên một năm. Ngoài ra, 49.000 tỷ đồng là số tiền mà mỗi năm người dân bỏ ra mua thuốc lá để hút. Giá thuốc lá ở Việt Nam hiện thuộc hàng thấp nhất trên thế giới, đứng thứ 157 trên tổng số 161 quốc gia có số liệu báo cáo năm 2020. Giá thuốc lá rẻ làm tăng khả năng tiếp cận và mua thuốc lá của thanh thiếu niên và người nghèo. Mức thuế tiêu thụ đặc biệt đối với thuốc lá ở Việt Nam ở mức thấp nhất thế giới, thấp hơn so với mặt bằng chung của các nước trong khu vực. Tăng mạnh thuế thuốc lá là biện pháp hiệu quả nhất để giảm gánh nặng sức khỏe và kinh tế do thuốc lá. Trung bình, khi giá thuốc lá tăng 10%, sẽ làm giảm sử dụng thuốc lá khoảng 4% tại các nước có thu nhập cao và 5% tại các nước có thu nhập trung bình và thấp. Biện pháp thuế đặc biệt có hiệu quả với nhóm thanh thiếu niên. Ước tính khi giá thuốc lá tăng khoảng 10%, thì sẽ giảm sử dụng thuốc lá khoảng 10% hoặc hơn ở nhóm trẻ tuổi. Và đây cũng là những thông tin cuối cùng của bản tin ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã nghe podcast Điểm tin nổi bật ngày 27 tháng 3 năm 2023 của Báo Thanh Hóa Điện tử. Xin kính chào và hẹn gặp lại!